Xin chào các bạn đang theo dõi livestream của Viện Thẩm mỹ Quốc tế Jin He. Hiện tại tôi đang có mặt tại phòng khám của bác sĩ và trước mặt tôi là chị Ánh Tuyết. Chị đã sử dụng xong 3 buổi trị nám Melasur của Viện Thẩm mỹ Quốc tế Jin He. Và hôm nay là kết quả của chị rất là cải thiện, da của chị cải thiện một cách rất là rõ rệt. Sau khi mà xin phép được sự đồng ý của chị thì tôi có thể chia sẻ với các bạn về kết quả của chị như thế nào. Chúng ta cùng lại gần để theo dõi. Em chào bác sĩ, chào chị Tuyết ạ. Chị ơi, chị thấy hôm nay kết quả của mình như thế nào rồi ạ? Sau bao buổi trị liệu thì chị thấy da chị sáng hơn, nó trông nông nhỏ đi và hầu như các vết thâm nám đều không còn nữa. Dạ vâng, em cảm ơn lời chia sẻ của chị ạ. Bác sĩ ơi, bác sĩ có thể chia sẻ một chút cho mọi người có thể thấy được hình ảnh trước kia của chị Tuyết trước khi đến với viện thẩm mỹ Jin He như thế nào không ạ? Các bạn nhìn thấy hình ảnh trước kia này. Chị Tuyết là do thay đổi nội tiết tố sau sinh nên là sắc tố nám bị tái sạm rất là nhiều, nền da sạm, lỗ chân lông to, vết nám bị đậm màu, nhiều đốm nám. Các bạn thấy là thực ra liệu trình chị nám Melasur của chị Tuyết là kéo dài 5 buổi cơ, nhưng đây mới là buổi thứ 3 thôi mà da chị Tuyết đã thay đổi rất là rõ ràng rồi. Đây, mọi người nhìn da chị Tuyết bây giờ này. Da sáng mịn, không thấy lỗ chân lông to nữa, tông da đều màu. Những cái đốm nám gần như là biến mất hoàn toàn, chỉ còn thấy rất mờ thôi. Mọi người nhìn lại ảnh trước kia chị Tuyết này. Đây là một bên má trước kia. Thấy không ạ? Đốm nám lớn này, những cái đốm nám rất là đậm, nám mà lớn rất là to, nhưng bây giờ thì thấy da đều màu rất là đẹp rồi. Dạ vâng ạ, cảm ơn lời chia sẻ của bác sĩ và của chị Tuyết ạ. Các bạn đang xem livestream, nếu như mà các bạn đang gặp phải giống như tình trạng của chị Tuyết và muốn được cải thiện về làn da của mình thì các bạn hãy inbox trực tiếp cho fanpage hoặc có thể là gọi điện qua số hotline 082 945 8888 để được tư vấn trực tiếp. Hẹn gặp lại các bạn trong các livestream tiếp theo.